Cơ sở bên em lại xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe toàn thể các bác và anh em có chung cái niềm đam mê sở thích bộ môn nuôi ong trên mọi miền Tổ quốc. Thời tiết hiện nay thì cũng đã mát trời rồi, một số địa phương các bác thì cũng đã lao cầu rồi. Còn ngày hôm nay thì số em tiện là một video giới thiệu tới các bác về cái sản phẩm chân tầng, những cái lèn sáp để cho con ong nó xây, cơi lỗ ô lăng nên nó con ong chúa đẻ trứng này và nó nhả mật vào trong cái bánh tổ đấy các bác nhé, gọi là lèn sáp của những con ong. Và cái dụng cụ để các bác hàn chân tầng thì trên màn hình các bác thấy đây, mỗi 100 cái tấm chân tầng nhà em sẽ đóng trong một cái hộp bìa cắt tông như này các bác nhé, để gửi đi cho các bác. Đây là chân tầng Việt Nam tự sản xuất chứ không phải là chân tầng nhập. Và cái cách để nhận biết cái chân tầng chuẩn để các bác về các bác lao cầu ong nó sẽ tiếp thu nhanh và nó phát triển tốt. Với những các bác mà là thợ nuôi ong lão làng rồi thì em còn phải học hỏi thêm kinh nghiệm từ các bác. Thế còn các bác mà là thợ nghiệp dư mới vào nghề thì em biết kinh nghiệm đến đâu thì sẽ chia sẻ các bác đến đó. Chia sẻ các bác một chút về cái cách để các bác lựa chọn cái chân tầng chuẩn và các bác nuôi ong, các bác lao cầu sẽ phát triển tốt, tiếp thu nhanh này. Về tổng quan các bác phải nhìn về cái màu, nó phải có màu vàng đều, màu vàng đều, nó không có cái màu loang lổ của sáp pha tạp các bác nhé. Tiếp nữa là các bác phải cuốn, các bác cuốn nó kiểm tra độ dẻo này, nó phải có cái độ dẻo nhất định, nó không bị bở, không bị vỡ, không bị lát, thì làm bằng sáp nguyên chất. Và thứ ba nữa các bác phải sử dụng cái mũi để các bác ngửi, nó sáp nguyên chất ấy, thì nó có phải có mùi thơm tự nhiên của sáp chứ nó không có mùi hôi các bác. Các bác kiểm tra những cái lỗ ô lăng nó phải được in đều, sâu rộng như này thì sau này con ong nó cơi lỗ ô lăng ra ấy, thì cái con ong thợ nó sẽ rất là to mập và nó phát triển rất là tốt nhé. Chân tầng ong nhà em đây là chân tầng ong nội miền Bắc nhé, lỗ ô lăng 46, không phải chân tầng ong nội miền Nam đâu các bác. Và các bác có cái chân tầng rồi thì ở nhà các bác có cầu căng sẵn hoặc là cầu chưa căng, các bác có cầu căng sẵn thì các bác chỉ việc hàn chân tầng nữa. Thì khi hàn thì cái dụng cụ rất là cần thiết là cái mỏ hàn các bạn, có hơn 100.000 một cái thôi, đằng nào các bác cũng đầu tư. Đấy, các bác đầu tư một cái về các bác dùng vài năm nó vẫn chưa hỏng thì nó cũng rất là rẻ thôi, nó cũng không có gì là đắt cả. Các bác đi mượn thì một vài lần đến lần thứ 3, thứ 4 thì cũng rất là ngại. Và cái mỏ hàn này thì giới thiệu các bác nhé, cái mỏ hàn này là nó là mỏ hàn cải tiến hình bánh xe. Ở đây nó có bánh răng này và nó ở giữa có rãnh. Thì các bác hàn chân tầng ấy, các bác chỉ cần đi đúng một đường thôi là cái sáp nó sẽ bám vào trong cái dây căng cầu là xong. Các bác là thợ nghiệp dư cũng làm được, không làm được thì các bác cứ kết nối Zalo với em sẽ hướng dẫn các bác làm bằng được thì thôi. Nó rất là đơn giản thôi các bác. Và cấu tạo của nó thì đây là phần mỏ hàn bằng đồng này, và đây là phần dẫn nhiệt bằng nhôm. Đây là phần tay cầm, tay cầm thì được thiết kế với bọc nhựa bên ngoài cách điện cách nhiệt các bác nhé. Và dây nguồn này nữa này, dây nguồn này thì được bên trong là thiết kế là dây đồng và phích cắm này nữa, bên ngoài là bọc cao su để đảm bảo là cách điện và rất là an toàn. Bên em thì chuyên cung cấp phục vụ các bác về cái chân tầng ong mật nội địa này cũng như là các cái vật tư nuôi ong. Thì các bác có nhu cầu tham khảo mua hàng những cái thùng nuôi này, cầu nuôi này, thùng quay mật 2 cầu, 3 cầu, 4 cầu, 6 cầu, các cái dụng cụ để làm chúa, quản chúa hay là kim di trùng đó, và áo chống ong đốt, mũ chống ong đốt, dao cắt lát vít hay là phấn hoa, bột đậu, thức ăn dành cho ong mật, bên em đều có phục vụ các bác nhé. Các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với cơ sở bên em qua số máy em để ở phần tiêu đề, phần mô tả. Video này thì xin phép các bác là tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Các bác đừng quên hãy nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh, bật nút chuông lên để nhận thông báo mới nhất về các video sau cơ sở bên em sẽ đăng tải trên kênh. Cảm ơn các bác ạ.